Đĩa mì Ý này các bạn, mình đã làm xong rồi và bây giờ mình sẽ thưởng thức này. Bỏ hết những cái rau này ra. Đấy. Và các bạn cứ để trộn. Đúng ra cái này là phải ăn rau dĩa đấy, nhưng nhà mình thì không có rau dĩa, thế là mình thôi dùng tạm bằng đũa với thìa các bạn. Nếu mình ăn rau dĩa thì nó đúng hơn. Đấy, các bạn sẽ trộn đều. Trộn đều sốt vào cho mình. Mình sẽ gắp thử một miếng các bạn ạ. Xin mời các bạn. Ngon quá. Vậy làm như thế nào để có một cái đĩa mì Ý ngon và hấp dẫn như vậy? Thì mời các bạn tham khảo mình hướng dẫn chi tiết ngay sau đây. Xin mời các bạn. Và đây là những cái nguyên liệu cần thiết của mình. Đầu tiên là mì. Mì Ý đây, thì mình mua loại mì Ý sốt spaghetti đây. Mình mua một gói là 500g. Ngoài ra thì gia vị thì có là thịt bò, hành tây, cà chua, cà rốt, rau húng, tỏi, hành khô. Gia vị thì chỉ có lá oregano này và lá nguyệt, tương cà chua, bơ thực vật. Ngoài ra mình thì cần là muối và đường. Thì bây giờ mình sẽ đi sơ chế nguyên liệu của các bạn. Với hành tỏi khô thì các bạn sẽ đập dập rồi băm nhỏ. Với hành tây này các bạn cũng sẽ băm nhỏ. Đây thì các bạn sẽ thái lát cho mình nha. Rồi coi là các bạn lặng ngang này. Với cả củ cà rốt này thì các bạn cũng thái nhỏ cho mình, cũng nhỏ nhỏ như thế là vừa nãy mình băm hành tây các bạn. Các bạn thái lát ra, sau đó thì mình sẽ đáy chỉ. Với quả cà chua này thì các bạn sẽ khứa cho mình như vậy, để tí nữa mình sẽ trần qua để bóc bỏ vỏ các bạn nhé. Mình sẽ không băm cả vỏ vào trong, không băm cả vỏ đấy, thì các bạn khứa làm tư cho mình đây, và mình để đây lát mình sẽ trần. Với thịt bò này thì các bạn sẽ băm nhỏ, các bạn sẽ thái thái cho mình, sau đó thì mình sẽ băm, mình sẽ thái mỏng. Và các bạn sẽ dùng dao để băm nhỏ chua nhé. Các bạn đặt cho mình một cái xoong nước này lên, sau đó thì mình bật bếp lên sẽ đun sôi. Khi đun sôi mình sẽ trần cà chua. Khi nồi nước của mình sôi rồi, các bạn sẽ bỏ cà chua vào. Các bạn chỉ cần cho vào mình đun tầm khoảng 1 phút thôi thì cái vỏ, lớp vỏ cà chua của mình nó bung ra ngoài thì là ok. Và của mình được rồi, bây giờ mình sẽ tắt vỏ bếp. Tắt vỏ bếp mình sẽ vớt ra ngoài, đồng thời mình nhúng qua nước lạnh cái bóc cho dễ các bạn nhé. Đây, và khi các bạn xả qua nước lạnh mình bóc này. Đấy, đây cái tay này. Bóc cực kỳ dễ luôn, tự nó lột ra luôn các bạn. Vậy là mình đã bóc vỏ xong rồi đây, quá là đơn giản. Bây giờ mình thái cà chua các bạn. Cái lúm này thì các bạn cắt bỏ luôn.
Đây, băm luôn. Mình sẽ băm nhỏ. Vậy là đã xong rồi đấy các bạn. Vậy là khâu chuẩn bị của mình đã xong hết rồi. Thịt bò, cà chua, hành tây, cà rốt, hành tỏi mình băm xong rồi. Và bây giờ mình sẽ đi nấu các bạn. Các bạn sẽ bắc cho mình một cái chảo lên. Rồi sau đó bật bếp, mình sẽ đổ dầu ăn vào, sẽ phi thêm hành tỏi khô các bạn nhé. Khi vào dầu sôi thì các bạn sẽ cho mình hành khô vào, phi thơm lên. Hành tỏi khô của mình đã nga hơi vàng vàng rồi. Các bạn cho mình lá nguyệt quế và hoa lá Orion này vào đảo qua đi một chút xíu để cho nó vàng, để thơm lên các bạn nhé. Sau khi cho vào thì các bạn sẽ cho mình khoảng 5 gram bơ. Đấy, các bạn đánh tan vào. Sau khi cho bơ vào thì các bạn sẽ đổ thịt bò vào, xào cho mình. Cà chua các bạn sẽ đổ luôn. Và các bạn sẽ đảo rồi cho mình. Sau khi cho vào thì các bạn sẽ lên gia vị các bạn nhé. Thì muối, muối đây là muối trắng các bạn nhé. Các bạn có thể cho muối hạt hoặc muối tinh. Đây mình có muối hạt, mình cho muối hạt này. Và đường, các bạn cho khoảng 3 gram. Muối các bạn cũng cho khoảng 3 gram. Và đường các bạn cho 3 gram. Và cái món này là món Âu nên mình sẽ không cho bột ngọt. Sau khi nó đã đều đều thì các bạn cho hành tây, cà rốt vào để mình xào lên các bạn nhé. Và sẽ bổ sung một ít tương cà vào. Đấy, và các bạn sẽ cho vào cho mình khoảng 50 gram trước thôi. Để làm cái sốt spaghetti này là các bạn, thì mình cũng hầm khá là lâu đấy, nó cũng phải tầm 1 tiếng 15 phút đến 1 tiếng rưỡi thì mới được cơ. Tức là để làm sao cho miếng thịt bò của mình đã thật là mềm. Thì bây giờ khi mà nó đã xào nó cũng được rồi, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu nêm nước vào các bạn nhé. Mình sẽ cho thêm khoảng 200ml nước nữa, 500ml nước các bạn. Sau khi nó sôi được rồi đó các bạn, vậy thì mình sẽ bỏ ra nồi để om. Mình sẽ bỏ ra cái nồi này và sẽ om. Om bằng nồi thì nó sẽ dễ hơn là mình cho vào chảo các bạn. Sẽ om cho khoảng 1 tiếng 15 đến 1 tiếng 30 phút các bạn nhé. Và mình sẽ để vung lại và để nhỏ nhỏ lửa thôi. Cái nồi sốt spaghetti này của mình đấy các bạn ơi, mình đã om được 1 tiếng 10 phút rồi đây. Đấy, và bây giờ mình vừa mới mở ra kiểm tra đấy, nó khá là sền sệt đằng đặc rồi đây. Và bây giờ thì mình sẽ om một chút xíu nữa thôi các bạn ạ. Om tầm khoảng 1 tiếng rưỡi. 1 tiếng rưỡi là các bạn ạ, là sẽ ngon, nó cũng cô đặc lại. Đấy, và bây giờ mình sẽ om tiếp tầm khoảng 20 phút nữa. Thì trong cái thời gian chờ đợi thì mình sẽ đi luộc mì ý các bạn nhé. Đây để luộc 500g mì ý đây các bạn ạ. Thì các bạn sẽ bắc cho mình khoảng 3 lít nước lên. Rồi mình sẽ đun sôi. Tranh thủ các bạn sẽ cho mình khoảng 50ml dầu ăn vào. Mình sẽ luộc. Rồi sau đó sẽ đậy vung lại để trừ nước sôi các bạn. Đây gói mì mình bóc ra rồi các bạn. Cái mì này thì của nó khá là cứng đấy. Khi mà mình luộc thì nó sẽ rơi vào khoảng 9 đến 11 phút thì nó sẽ chín. Đấy, khi mà chờ nước sôi thì các bạn chỉ cần cho vào trong nồi. Và mình sẽ bỏ vào mình sẽ luộc. Và nước của mình đã sôi rồi. Và bây giờ mình sẽ bỏ vào. Bỏ nguyên cả cái này các bạn. Vào mà luộc. Rồi bây giờ mình sẽ đặt thời gian các bạn nhé. Thì nước đã sôi rồi đấy. Thì bây giờ mình sẽ đặt thời gian 10 phút đây. Khi 10 phút mình chú ý hơn. Nhưng mà mình vẫn đứng ở đây mình
quan sát xem của nó và kiểm tra. Đấy, cứ như vậy thôi. Khi mà nó sôi to lửa ấy các bạn thì mình có thể nhỏ lửa đi một chút, không cần phải sôi sùng sục như đâu. Và bây giờ mình chỉ nhỏ lửa vào 180 độ thôi các bạn ạ. Và để đây sẽ om trong khoảng 10 phút. Đây cái sốt spaghetti của mình các bạn đây. Được rồi. Và bây giờ thì mình sẽ thêm một chút tương cà này vào để thứ nhất là tạo màu, thứ hai là tạo độ sền sệt. Và các bạn chỉ cần cho sốt tương cà này vào và mình sẽ đánh, rồi mình sẽ lêm lại gia vị, lêm lại xem nó đã vừa miệng nhà mình chưa, cái độ mặn nó vừa phải các bạn nhé. Và đặc biệt cái này mình nấu sẽ không cho bột ngọt hay hạt lêm, bởi vì nó là món Âu mà. Đây, và mình sẽ lêm thử các bạn. Mình lêm thử thì đã ok rồi đấy các bạn ơi. Bây giờ thì mình chỉ cần cho thêm một chút hạt tiêu này, đánh tan. Thêm một chút bơ để tăng thêm cái độ ngậy cho món ăn. Chỉ cần cái bơ này tan ra xong là ok rồi các bạn. Đây các bạn quan sát này. Đấy. Vậy là sốt spaghetti của mình đã được rồi. Bây giờ mình chỉ việc tắt bếp. Tắt bếp đậy vung lại và chờ mình sẽ luộc bên Mỹ. Ok là được thôi các bạn. Luộc là còn 4 phút nữa các bạn ơi, được 6 phút rồi. Bây giờ thì các bạn cũng có thể kiểm tra này. Nhưng mà mới được cả 6 phút thì chắc chắn là cũng là chưa được đâu. Đây, mình cứ kiểm tra. Các bạn có thể dùng tay này, hoặc là mình các bạn này kiểm tra có thể là lấy một sợi lên mình ăn thử. Nếu ok là được, còn chưa ok là chưa được. Mình kiểm tra đấy, mà 6 phút thì nó vẫn còn sống lắm. Đấy, và mình cứ để đây, mình sẽ luộc thêm 4 phút nữa các bạn. Đây các bạn này, bây giờ nó chỉ còn có 1 phút nữa thôi đây. Đây. Đấy, 10 phút rồi đấy, 9 phút rồi. Và bây giờ mình sẽ kiểm tra một chút xíu nữa. Ok đấy các bạn, chỉ cần hết 1 phút này nữa thôi. Đá mì của mình sẽ chín. Mình đã ăn thử một miếng rồi. Đấy. Luộc cái này thì nó có thời gian. Thế nên các bạn cứ luộc theo cái thời gian này của mình. 10 phút từ cái lúc sôi. Và các bạn mà thích ăn mềm nữa thì có thể mình sẽ cho lên 11 phút. À ok. Và các bạn chuẩn bị cho mình một cái khay này này. Khay to này, mình sẽ vớt ra khay. Để đây các bạn này, nó đã tắt rồi. Và bây giờ mình sẽ vớt ra khay. Đây các bạn, mình sẽ vớt ra khay này này. Thử xem. Các bạn này, sau khi mình đã vớt ra rồi này, để ra khỏi dính thì các bạn sẽ cho mình một chút xíu dầu ăn vào đây để trộn. Thứ nhất là vừa cho nó bóng, thứ hai là mình cho nó khỏi dính vào nhau nhé. Đấy, các bạn cho mình khoảng 50 ml. Đây các bạn này. Đấy, và bây giờ mình sẽ bỏ ra đĩa để thưởng thức thôi. Đây, các bạn, mình sẽ xoắn này. Nhà mình được một đĩa rồi đây này. Bây giờ mình chỉ cần dội sốt spaghetti vào giữa thôi. Đây là sốt spaghetti đây này, các bạn ơi. Đây. Và bây giờ thì mình chỉ việc múc sốt và dội lên trên thôi. Trộn đều lên và mình sẽ thưởng thức. Đĩa mì sốt spaghetti của mình đã hoàn thành rồi các bạn. Nó không quá cầu kỳ đâu. Chỉ
chỉ mất một chút thời gian thôi. Đơn giản, gọn nhẹ, ngon mà cũng không cần phải ra hàng đâu. Mình vẫn có được một cái món mì Ý mình tự tay làm ra, vừa đảm bảo ngon, bổ và sạch sẽ. Vậy bạn nào đấy thích video này của mình, hãy cho mình một like, một share, một subscribe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video kỳ sau. Xin chào các bạn.